Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ Si Nhật Thụy trên Nail của em sẽ lên video là ngày 15 tây tháng 4 nha mọi người nha. Và cách thức mua hàng của bên em là bên em chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu. Tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào, bên em sẽ báo số tiền cọc khi mà mình chốt đơn. Mọi người nhớ nghe vần cái đoạn đầu video nha, về bảo hành các thứ chứ đừng có tua qua để mất công mà không biết á. Về máy, bên em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng Si em không bảo hành nước, em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu. Không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và những con đồng hồ nào nó đã sẵn có độ chống nước của nó rồi thì mình chỉ cần kiểm tra lại đường ron là được. Bên em nếu mà được yêu cầu kiểm tra, bên em sẽ bàn giao cho mình bằng một cái video test nước. Sau cái video test nước là bên em không có trách nhiệm bảo hành nữa nha mọi người nha. Hoặc mọi người có thể tự đi ra ngoài làm để cho chắc ăn hơn. Đó. Rồi, khách chuyển khoản hết, bên em fee ship đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giúp em. Ví dụ từ 200, 250, 300, 350 thì mình cộng vô giùm em 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết. Còn mọi người cọc thì phí ship vẫn là 30 mấy đến 40 ngàn, tại vì nó có thêm phí thu hộ nha. Rồi từ 400 ngàn trở lên cho đến vài triệu, cứ mọi người cọc thì mọi người trả ship. Còn em thì là em chỉ phí ship khi đơn không đồng, có nghĩa là em chỉ phí ship khi cái đơn mà từ 400 cho tới vài triệu mà mọi người chuyển khoản full thì bên em mới đi không đồng thì mới phí thôi nha mọi người nha. Và khách mở hàng nhớ quay video khi mở hàng giúp em. Em sẽ dán tem nhắc mình ở đầu hộp khi mình nhận hàng. Không có shipper hay là có shipper vẫn quay video khi mở hàng giúp em là được. Về vấn đề sai hàng, mất hàng, bể hàng, thiếu hàng, em sẽ giải quyết mình dựa trên cái video đó. Không có video bên em không có giải quyết được, nên là mọi người nhớ dù lưu ý giùm em vấn đề này. Và thông tin em có để trên bảng là 3 cái thông tin. Mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản mình ghi nội dung giúp em là mình mua B1A1C1 gì đó. Ba thông tin này cùng một chủ tài khoản ha mọi người nha. Rồi số điện thoại em để trên bảng là cũng là một số duy nhất, mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Thời gian check đơn của bên em là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi tối. Càng tối thì là em sẽ nhận tin nhắn chứ không có nhận cuộc gọi. Cho nên mình nhớ lưu ý là tối rồi thì mọi người chỉ cần nhắn tin là được. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã gì đây, nhiều lên hoài luôn. Có nhiều đó chữ. Mã L1. Mã L1 em lên cho mình một con của nhà. Thấy con này nó bự quá, nó chướng quá nè. Lên trước con này đi. Đồng hồ bự giả măng. L1 cho em con này. Con này hàng Japan nè. Size ngang là 50 lận nha. 499 là 50. Từ càng này qua càng này là 54,8 nè. Còn nếu mà đo ở trong này thì nó tầm 40 nè. Nó là dạng hình tam giác, dáng của Hamilton đó mọi người. Đây là bản dây da bò jean của nó nguyên miếng nè. Bản da bò nguyên một miếng của nó nè, hiệu đây. Hiệu đây, Made in the USA nè. Hiệu Mỹ, sản xuất tại Nhật nha, Japan More nè. Đó, bản tam giác cho em nha. Vỏ đồ rất là đẹp. Chỉ mỗi cái dây nha, cái dây này là người ta để hàng Si để đeo lâu nó sẽ chóc những cái lớp trắng trắng ở trên nè. Ở bên trong nó sẽ là cái lớp da bò lộn nè. Đó, nó chóc chóc cái trắng trắng này nè. Còn ngoài ra ok, mà những cái dòng này nó càng bụi thì nó càng swatch, nó càng đẹp. Có nghĩa là những cái dấu này giống như cái là dấu watch của nó vậy đó, thì càng bụi nó sẽ càng đẹp, không quan trọng ha. Không cần phải đẹp nguyên từ vết gì đó. Đây là khóa 2 thai kim nè. Rất là bự luôn, nguyên một bản vậy cho em. Cái này dành cho mấy anh sưu tầm ha. Sưu tầm đồng hồ bự độc lạ, dáng của Hamilton và dáng bản dây da bò lộn nè. Đó. Rồi lên cho em chiếc này.
Chiếc này em để cho mọi người, chiếc này là đẹp ơi đẹp luôn, là núm rất là đẹp luôn. Bình thường là nó nếu không bị cái này là phải 700. Hôm nay em bán 500 đi, 500 cho em nha. Nguyên cái miếng da bò lộn này là đủ tiền luôn á. Mã chiếc này là mã L1. Rồi lên cho em mã L2. L2 em lên một chiếc của nhà, đây, Thụy Sĩ cho em nha. Hiệu Sterling nè, nhìn kỹ nha, hiệu Sterling nè. Đó, hiệu Paris Pháp, máy Thụy Sĩ, Swiss Made nha. Nó để nè, Swiss Made Thụy Sĩ, bản kim rốn cho em nè, bản kim ngỏng, kim rốn. Cái viền ở ngoài làm la mã mà khảm trai nha. Đây ở đằng sau là như thế này. Mọi người nhớ cái hiệu này, cái biểu tượng này nè, nó nằm trong mấy cái túi sách á. Mấy cái túi sách chính hãng Sterling nè, hiệu Sterling, cái hiệu này nè, có cả kính luôn. Kính hiệu Sterling nữa nè, đó. Còn này là đồng hồ nha. Ai mà có kính, có túi rồi thì lấy một cái đồng hồ đeo một bộ nè. Size 22,5. Bọc vàng thật toàn thân như vậy cho em, nước vàng còn rất mới. Viền khảm trai, gọc số la mã nha, bản kim ngỏng, kim rốn. Máy Thụy Sĩ V8 rất là xịn luôn cho em. Khóa em thay và dây da đà điểu là em thay. Nước vàng còn rất mới nha. Đó. Này mấy chị đeo nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là xinh luôn cho em. Rồi lên cho em chiếc này Thụy Sĩ của nhà Sterling. Em chỉ có đúng một chiếc hiệu này trong cái kiện, nguyên một nhà đồng hồ si, nhưng mà chỉ có đúng một hiệu này thôi nha, không có nhiều đâu mọi người ơi. Đó. Rồi em để cho mọi người giá là 800. Giá của bên em không bao giờ mắc nha, giá bên em là rẻ hơn tất cả các sàn khác rất là nhiều luôn rồi đó. 800 cho em mã chiếc này là L2. Lên cho em mã L3. L3 nha mọi người ơi. Em để đâu nó cho em tiêu trời, để đây đi. L3 em lên một chiếc của nhà cơ này cho em. Cơ automatic của nhà Ralusi nè. Nhà Ralusi nè. Nhà này là mười mấy triệu một con nè. Toàn là 68.000 in một con không. Size chiếc này là size 42 nha. Size 42 cho em, bản cơ automatic. Bản này bản 3 kim cho em, có hỗ trợ có tay. Nắp sau như thế này, dập hiệu Ralusi dưới kính. Lộ máy đời mới là như vậy cho em, thép đúc. Chống nước 5 ATM automatic nè. Còn nguyên tem chưa bóc nha. Dạng nắp xoáy như thế này. Rồi núm nè, núm khóa nè, khóa zin Ralusi hiệu cho em. Da đà điểu phần mặt chân em thay, vỏ thép đúc. Cái này là chưa bóc siêu nha mọi người. Đây. Đó, đây nè. Chưa bóc siêu nè, đó, bóc ra là mới cống luôn. Chiếc này về là nó chưa có đeo, nhưng mà dây nó tự để lâu nó hư em thay dây thôi. Ngoài ra đồng hồ chưa có đeo, từ vỏ các thứ là không có qua spa, chưa qua spa luôn. Nói chung siêu trước siêu sau còn hết. Đó. Mình mua về y chang như mua cái đồng hồ mới vậy, mà còn được bộ dây da đà điểu phần mặt chân nè. Cái bộ này không 200.000 rồi. Khóa zin cho em nha. Rồi bản size này cũng vừa vặn, không to không nhỏ, dành cho mấy anh nè. Size 42 cho em nha, kim xanh navy, kim ngỏng. Chiếc này em để cho mọi người 1.3 triệu. Thật sự luôn, cơ automatic bây giờ lấy vào rất là mắc nha. Mấy con này là kiểu em đấu lâu rồi mới có giá cũ của nó, chứ thực chất là bây giờ nhập vào rất là mắc. Bảo đảm mọi người qua sàn khác con này phải 1.6 triệu. Đó, 1.7 triệu là ít. 1.3 triệu cho em đã có một con cơ chính hãng của Ralusi. Chiếc này mới mười mấy triệu đó mọi người. Mã chiếc này là mã L3, 1.3 triệu. Lên cho em mã L4. L4 nha. L4 em lên một chiếc full hộp của nhà Moneywear. Moneywear full hộp như thế này, gồm 3 bộ dây ha. Đây là dạng dây xỏ.
Cái này nó có mấy cái bọc luôn nè, em chưa lột ra luôn, nó còn bọc luôn. Một bộ dây nâu kèm khóa nè, một bộ dây đỏ kèm khóa chưa lột bọc, full hộp của nhà Moniware. Đây, vỏ bọc vàng cho em như thế này, dáng rất là quý tộc. Từ đầu dây nha, kiểu cách của nó, đầu dây hai bên là đã rất là quý tộc rồi. Đây, hiệu Moniware cho em. Nó nhìn kỹ nè, vỏ vàng nè, con này chưa đeo, hàng trưng bày nha. Rồi, cái phần bên hông dây này nè, kiểu mình cứ nắm ra nắm vô, nó sẽ chày hai bên hông dây này thôi. Còn ngoài ra ở thân giữa của dây là không hề bị gì. Đó, hai bên hông này nè, kiểu mình cứ nắm ra nắm vô. Đằng sau như thế này nha, còn tem cho em luôn, chống nước bay tem. Hàng này là hàng mới. Rồi tới mình ba bộ dây, nhưng em tính tiền là em chỉ tính theo giá đồng hồ, không có tính dây đâu nha mọi người. Cho nên bộ này chày mình có thể đeo xong, không thích thì mình có thể thay đổi màu nâu hoặc màu đỏ trong cái hộp ha. Rồi size chiếc này là size size 23 cho em. Bộ dây nè, khóa nè, rất là đẹp luôn, lên tay cho em rất là sang, cực sang luôn. Đó, quá sang. Rồi lên cho em chiếc này, full hộp kèm 3 bộ dây như thế này, em để cho mọi người 500, rất rẻ luôn nha. Máy Nhật nội địa đàng hoàng ha, full hộp cho em, đây có một chiếc duy nhất thôi. Mã chiếc này là L4. Rồi lên cho em mã L5. L5 nha mọi người, L5 em lên một chiếc của nhà một L5 em xả cho mình chiếc của nhà F80 Salavo. Salavo F Faramore, phiên bản này là phiên bản hàng siêu cấp nha mọi người ơi. Đây em nói rõ luôn ha, phiên bản hàng siêu cấp Faramore. Chiếc này nếu mà chính hãng thì nó phải 17 18 triệu. Đấy. Con này của em là hàng siêu cấp loại 1, hàng có nhà máy sản xuất hẳn hoi. Hàng là có nghĩa là nó sử dụng thép đúc đàng hoàng, chứ nó không phải sử dụng hàng si mạ rẻ tiền đâu nha. Còn nguyên siêu chưa bóc cho em như thế này luôn. Đây, khóa là cũng, núm là cũng chưa bóc nè, núm là núm zin chưa bóc. Nước vàng là được làm công nghệ BVD, công nghệ BVD siêu bền màu, đeo vài năm không thấy ăn thua gì luôn. Size ngang là 41,2. Mặt là mặt màu nâu choco cho em nha. Bản này làm theo bản F80 Classic nè. Đó, một góc lịch 3 giờ cho em, mặt là mặt nâu choco. Cái mặt này là mặt rồi là lên tay nào cũng sang, mà là dáng nào cũng sang hết. Mặt này bữa trước em có lên bản Bentest rồi á. Rồi dây nè, dây nâu choco luôn. Đây là bản dây cao su bọc da, nó giống như dây hulot đó mọi người. Dáng này cũng giống hulot luôn. Rồi núm nè, còn khóa nè, khóa vàng cho em nè, khóa được công nghệ chạm khắc BVD nè, và công nghệ này là laser nó dập nè, Faramore nè. Nói chung hàng là hàng nét. Đó, hàng nét, có tem đàng hoàng, sản xuất của nhà máy đàng hoàng, còn tem luôn. Nắp sau như thế này nha. Đó, bữa trước em cũng chỉ like đúng một lần duy nhất thôi, khách trả giá xong đến nay thôi, còn bữa nay em xả luôn cho mình, còn nguyên số series đầy đủ. Hàng xả rồi là không trả giá nữa nha mọi người. Rồi đít đằng sau là tán đinh lục lăng như thế này cho em, còn nguyên tem trước và tem sau. Hàng không đẹp không lấy tiền mọi người, mọi người cứ nhận hàng không đẹp là không lấy tiền, thế thôi, đơn giản. Rồi lên cho em chiếc này, chiếc này em xả luôn nha, để em hửi cái dây. Cái dây này nó màu kiểu màu mùi vani nè. Đó, khóa là khóa y chang hulot nè, khóa dạng sỏ nè, và khóa này cũng không bay màu, không rỉ luôn, không bị xét, không gì hết. Nói chung hàng nét mà giá chỉ rất là rẻ luôn. Hôm bữa em bán 1,8 triệu phải không, bữa trước em bán 1,8 triệu á, 1,8 triệu 7 gì á. Rồi bữa nay em xả xuống cho mình 1,4 triệu, 1,4 triệu cho em bản này full hộp kèm thêm một cái túi nữa, xả xuống mấy trăm ngàn luôn. Em thường hay vậy lắm, nói chung là cứ qua mẫu là em xả. Đây, cái túi như thế này cho em. Đó, Salavo Faramore 1,4 triệu, xứng đáng cái đồng tiền 1,4 triệu mình bỏ ra.
một chiếc đồng hồ đeo cực sang và không bao giờ người ta nghĩ mọi người đeo hàng red luôn. Mã chiếc này là mã L5 nha. Lên cho em mã L6. L6 em lên cho mình một chiếc của nhà Thụy Sĩ Caven hiệu Pháp đây nè. Chiếc này được gọi là dáng quốc dân á mọi người. Dáng này là thường là của Longines nha. Chiếc này bữa trước em cũng có bán của con Longines, dáng y chang dáng này luôn. Máy này là máy Thụy Sĩ V8 luôn, máy đắt tiền cực kỳ luôn nha. Hiệu Caven Paris Pháp. Dây là dây dạng hạt gạo đồ mi vàng như thế này. Khóa zin nè, khóa dập hiệu. Chiếc này là về em chỉ thay pin chạy thôi, không hề làm gì luôn, khóa bướm nha. Đó, đây đằng sau đây, máy V8 đằng sau đây. Đây, đây thợ em ghi V8 cho em biết nè. Rồi, đằng sau nè. Rồi, kính Sapphire Crystal là không có lo chày kính luôn. Rồi, vỏ thép đúc cho em như thế này ha, đằng sau nè. Đó, thật sự rất là xịn luôn. Một chiếc của nữ mà được dập đầy đủ các thông tin như vậy là toàn hàng xịn thôi. Đó, vỏ vàng cho em, nước vàng còn rất mới nha. Dây đồ nước vàng còn rất mới cho em luôn. Dáng rất là nhỏ, thanh mảnh, size 23 nè. Cái độ dày của nó là chỉ có 3-4mm thôi, nó chưa được 0.5cm nữa nha. Và dây là dây làm nhuyễn nhưng mà là dây đúc nè. Dây đúc mà làm nhuyễn nha mọi người, đẳng cấp chỉ có Thụy Sĩ thôi nè. Đó mọi người, lên tay phải nói là nó sang cực đỉnh luôn. Dáng này là dáng Longines đồ nè, dáng t-shirt Longines đồ đó. Caven là hiệu của Pháp, Paris, nó được phổ biến ở thị trường nước ngoài nha. Và máy là máy V8 cho em xịn sò luôn. Đó. Rồi lên cho em mã này. Đẹp quá mọi người, em để cho mình 700, siêu rẻ của nhà Thụy Sĩ V8. Cái bộ máy Thụy Sĩ mà mình cần á, mình đi mua nó đã bằng cái tiền đồng hồ luôn rồi đó mọi người. Đó. Đẹp quá. Đỉnh quá. Mã chiếc này là mã L6. Lên cho em mã L7. L7 em lên một chiếc của nhà. Đây, chiếc này cho em nha. Đây, chiếc hiệu Anh. Hiệu Anh cho em nè, Calivaris UK London hiệu Anh. Một góc lịch xéo bản 6 kim, kim lọc đỏ cho em. Size chiếc này là size 47.6. Size 47.6 cho em, dây là dây cao su thể thao. Khóa zin cho em như thế này nè. Khóa dập hiệu UK London cho em nha. Rồi đằng sau nè, đằng sau còn tem chống nước 5 mate. Stainless chronograph chống nước 5 mate, còn tem còn mát đầy đủ. Đó, còn tem còn mát, nắp vặn cho em đầy đủ luôn. Dòng này dòng chronograph kim lọc đỏ là kim chính cho em nè. Đó, từ từ để em kiểm tra coi cái này dính gì. Cái này nó bị xước nha, nó có hơi xước nhẹ chỗ này. Đó, nó có xước cho em nè. Định bán 850 mà xước một xíu em bán 750 chiếc này. 750 một chiếc hiệu Anh nguyên tát. Cái tát này nào giờ mọi người biết nha. Nào giờ mọi người biết cái tát này nó mắc lắm. Cái con hiệu Anh này nó mắc lắm. Ngay cả là cơ luôn á mọi người. Đằng sau cho em nha. Nói chung chưa có đeo nhưng mà chắc quăng vô kiện nó suốt thôi. Ngoài ra không có đeo luôn á. Bản dây cao su thể thao. 750 cho em. Mã chiếc này là mã L7. Lên cho em mã L8. L8 em lên một chiếc của nhà Burberry. Burberry bữa nay em cũng xả cho mình nè. Chiếc này giá róc 1.2 triệu full hộp nè. Hộp này em kèm cho mình, khóa zin em gửi lại cho mình nha. Bên em thay khóa mới, bên em thay cái khóa mới, em trả lại mình cái khóa zin, tặng cho mình bộ dây da rắn em đang thay nè. Da rắn thật luôn á. Size 33.7 cho em. Size 33.7 cho em cái bộ này. Máy Thụy Sĩ V8 chính hãng của nhà Burberry. Hàng chính hãng của nhà Burberry nha. Đây, mới mười mấy triệu, không có rẻ đâu mọi người ơi. Đấy, núm zin chữ B cho em như thế này. Vỏ bọc vàng thật nè.
mặt khảm trai viền ngoài, nó giống cái hãng Celine hồi nãy mà con này bự hơn. Tùy theo gu và tay của mấy chị nha. Viền là viền khảm trai dập hiệu cọc số La Mã, cho em hiệu nằm giữa bản 2 kim. Chiếc này là dáng của nó thực sự là không bao giờ lỗi thời, đây gọi là dáng quốc dân. Thực sự mọi người luôn, dáng không có lỗi thời nổi luôn, năm này năm kia vẫn đeo bình thường. Độ dày là 4,5mm, có nghĩa là chưa được 0,5cm nữa nha. Dáng mỏng, vỏ bọc vàng, nước vàng rất mới, bóng lừ lừ cho em như thế này. Thay cho mình bộ dây này, không thích có thể đổi lại màu đen cũng được, đó là tùy ý mọi người. Muốn đổi thì báo bên em đổi, không thì để vậy đeo, tại vì riêng em thấy nó rất là đẹp. Đó, rất là sang và đẹp luôn, giá gốc 1,2 triệu, bữa nay em xả 1 triệu. Xả 1 triệu cho mình con búp Berry chính hãng, đáng cái đồng tiền 1 triệu bỏ ra nha. Đó, và giá rất là hời so với là mình mua mới luôn. Mã chiếc này là mã L, L8 cho em. Rồi lên cho em mã L9 nha. L9 em lên cho mình một con của nhà Rolex. Đây, Rolex bản này là bản Unisex, bản này là size 38 nè. Size 38 cho em nè. Là bản này là dành cho cổ tay nam, mình đeo 38, 39 và hoặc nữ đeo dòng MK cross đồ là sẽ lấy được con này. Rớt MK mà đeo được là sẽ đeo được con này. Đây là dạng cho nam nữ đeo chung. Phiên bản đính full xoàn, từ càng, viền cho đến mặt bên trong. Bản này bản automatic, kính sapphire, Rolex hàng siêu cấp, có nhà máy sản xuất, có tem đàng hoàng ha. Một góc lịch 3 giờ, bản kính sapphire có lúp. Ở đằng sau có tem xanh như thế này, tem 7 màu như thế này. Đó, rồi có dập 18 carat như thế này. Đó, rất là nét. Đây là nắp vặn ren chống nước cho em. Rồi núm cũng vặn ren chống nước nha. Núm là có dập cái bàn tay cho em, còn siêu chưa bóc nè. Bản dây là dây cao su. Đó, bản dây cao su chưa có được đeo luôn á. Chiếc này là mình đeo đến đâu mình gà đến đó cho em. Không phải gọi là gà mà là mình cắt dây tới đó nha. Khóa nè, khóa zin cho em dập hiệu, đây là còn siêu. Đây, nhìn cái khóa nó dập nhiều thông số lắm luôn. Đó, thấy không? Rồi, vào như này nè. Em sẽ gửi cho mình một cái cốt. Rồi mình tay, mình đo nha, mình nhét vào đây đúng không? Mình nhét vào đây. Đấy, nếu như mà tính cái mức này mà mình vừa luôn á thì mình gài cái cốt qua, còn nếu mà đến mức trong này mới vừa thì mình cắt nha. Mình cắt bớt một đoạn ở đây, xong còn một đoạn mình gài vô trong cho em. Đó, rất là dễ luôn, theo cái form tay. Cái này người ta làm dư ra cho mình từng nứt nè, có cái lằn sẵn để mình cắt luôn, rất là dễ. Cắt xong xỏ cái cốt qua là xong. Đó, còn không biết thì đi ra tiệm làm cho nhanh, 10.000. Đó, còn không thì là báo số đo vòng tay bên em làm. Nhưng mà thường á, báo số đo vòng tay về mọi người đo không đúng, nó lu bu lắm. Thà mọi người tự đi làm, mọi người thử tại chỗ ha. Nguyên tát cho em như thế này, bản cơ automatic có hỗ trợ có tay, hàng siêu cấp của nhà Rolex, phiên bản đính full xoàn, bọc vàng 18K xung quanh, núm vặn ren chống nước, nắp vặn ren chống nước cho em luôn. Đó, rất là xinh luôn nha mọi người ơi. Rồi bây giờ em lên cho mình mã này, siêu sang nha, để em lên tay nè. Size là size 38, mấy chị mà thích bự, đeo MK được, mắc da cốt được thì mới đeo được con này. Hoặc tay nam mình đeo 39 đổ về, 40 đổ về đeo được. Đây là bản unisex dành cho cả hai giới đều đeo được hết, giới nào cũng đeo được nha. Full hộp như thế này, vỏ là vỏ không rỉ nha mọi người, dây cao su chống thấm nước, núm vặn ren chống nước toàn bộ ha. Hộp sẽ bao gồm cho em hộp ngoài. Hộp ngoài là như thế này. Ở bên trong có sổ thẻ rồi không nói đúng không? Đây nè. Đây. Xong. Gắn vào cái hộp trong này. Rồi mình bọc cái hộp này bên ngoài. Đó.
rất là chất lượng luôn. Cái này đi tặng là hết bài luôn, hoặc là mua đeo diện 30/4 nè, lễ mình phải đặt trước, mình phải đặt hàng trước để mà tới đó cho nó kịp, chứ để tới đó mới đặt thì là đâu có đặt hàng tới đâu có kịp đâu để mình diện chơi. Rồi đó, full hộp như thế này, rồi có sổ túi giấy như thế này luôn. Cái này đi tặng là người ta thích lắm. Rồi cho em nha, bản này em để cho mọi người là 2,2 triệu. Bản đính xoàn bọc vàng 18 caro này 2,2 triệu cho em, xứng đáng cái tiền mình bỏ ra. Nhận hàng không đẹp trả lại. Mã chiếc này là mã L9. Em lên cho em mã L10 nha. L10 em lên một chiếc của nhà Justin Bow này đi. Cái con Justin Bow này full hộp. Hộp này hộp da nha mọi người, hộp da cho em của nhà Sydney Úc nè. Đây có tem thẻ đàng hoàng, thẻ này một thẻ một sổ nè. Đó. Một thẻ một sổ đầy đủ, có chữ ký đàng hoàng Justin Bow nè. Em xả rẻ cho mình con này luôn, này hàng chưa có đeo nha. Hàng chưa có đeo cho em. Size 43,2. Mặt loan vân đá, còn nguyên siêu chưa bóc, còn nguyên cái rạc này chưa mở ra luôn, núm zin nè. Đó, dây da cho em khóa zin nè. Nguyên tát như thế này. Bản này là size 43. Size 43 cho em, ở đằng sau còn nguyên tem. Đó, bản dây da. Bản dây da cho em size 43, mặt loan vân đá trắng đen nè. Đó. Chiếc này hồi trước là đụng vô là 1,1 triệu, còn bây giờ xả rẻ luôn. Chiếc này em xả cho mình là 650. Hàng chưa xài bán bằng giá hàng xài rồi. Hàng chưa xài bán bằng giá không hợp. Đó. 650 cho em mã L10. L11 em lên tiếp cho mình một con của nhà Aurelia máy năng lượng nè. Aurelia năng lượng cho em, để em coi coi nó để ghi cái gì đây nè, zoom kỹ lên coi coi. Sun Power là năng lượng. Aurelia năng lượng cho em nè. Size chiếc này là size 28. Size 28 cho mấy chị nè, mình đeo không cần phải tốn tiền pin hàng năm nha. Mặt hai lòng, thép đúc không rỉ nguyên chiếc, đeo đến là chán đồng hồ chưa hư ha, bộ vỏ nữa. Bản này là bản không rỉ nha. Đó. Đây mặt hai lòng cho em, chiếc này năng lượng mặt trời. Ở đằng sau như thế này. Còn nguyên tem luôn, Aurelia chống nước 100m. Đó, onsen acid còn tem cho em bản thép đúc. Năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm. Đó. Là đã lợi được cái khoản đó rồi nè. Nữ tinh tế nè, đi làm đi chơi được không bị lỗi thời luôn. Chiếc này em để cho mọi người 500. Giá bao rẻ bao ok chơi được luôn. 500 cho em mã chiếc này là mã L11. Lên cho em mã L12. L12 em lên một chiếc của nhà Ovan. Con này là con dán thương hiệu hoàng gia Randor nè. Randor. Đây Randor cho em mặt đỏ đô nha. Mặt đỏ đô nha, đỏ là đỏ mừng, đỏ đô á. Sai ngang 32 nè, dọc là 36,7. Luôn càng là 47,3. Dán oval này dành cho cổ tay, đeo từ 40 đổ về đeo được. Hoặc mấy chị thích to, thích cá tính nè. Đó. Dán oval có trăng sao Sun and Moon cho em, trăng sao sáng tối nè. Dán mặt oval màu đỏ, đỏ đập đỏ, đỏ dạng đỏ mận, đỏ đô á.
Kim cọc có dạ quang nha. Kim cọc có dạ quang, bản Ranher thương hiệu hoàng gia cho em. Ở đằng sau nè, On Senestit nè. Đó, biểu tượng của hoàng gia nè. Da đà điểu phần mặt chân em thay, bộ dây rất là mắc nè. Dây này đeo là không bao giờ hư nổi nè, khóa zin cho em Ranher nè. Độ bền rất cao nha. Rồi chiếc Ranher đỏ đô này em để cho mọi người 750 Sun and Moon trăng sao luôn. 750 cho em, mã chiếc này là mã L. L12. Lên cho em mã L13. L13 em lên một chiếc của nhà L13. Một chiếc của nhà Maikinko em xả luôn cho mình, còn có một chiếc duy nhất em xả luôn, giá gốc 1,7 triệu nè. Đây. Đó, full hộp như thế này kèm thêm một cái cuốn, một cái túi giấy Maikinko nữa nha. Size chiếc này là 40 40, size 40 cho em nha mọi người. Cái này cũng giống như cái thằng Rolex hồi nãy, unisex nam nữ đeo chung. Thường là nam đeo size 40 nè, hoặc mấy chị nữ cá tính đeo nha. Dây nó là dây đen được được dập chữ MK full như vậy, hàng chính hãng cho em nè. Ở đằng sau như thế này, vỏ thép công nghệ BVD vàng hồng nha. Đằng sau còn tem On Senestit cho em, dập hiệu số series đầy đủ, chống nước 5 ATM, viền đính xoàng, núm zin cho em chiếc này. Đó, rất là xịn luôn. Hàng chưa đeo còn siêu chưa bóc, nguyên tát cho em như thế này. 1,7 triệu em xả luôn. Bữa nay bản đính kim cương bên trong nha, 6 kim. Em xả cho mình 1,3 triệu, xả tận 400 ngàn lận nha mọi người. Là em vì em còn một chiếc em bán cho hết nè. Mọi người mua được rẻ hơn rất nhiều luôn, mới 8-9 triệu á. 1,3 triệu cho em mã chiếc này là L13. Lên cho em mã L14. L14 nha. Em lên cho mình một chiếc của nhà DKNY đi kiếm người yêu nè. DKNY cho em nha mọi người ơi, hàng xịn sò mấy thụy sĩ. Size ngang chiếc này là size 31, dọc là 41, luôn luôn càng là 41 nha. Còn cái dọc ở trong đây chỉ có 29 30 thôi. Viền là viền đính xoàng cho em, bên trong đính xoàng. Đó, bản kim rốn nè, rất là đẹp luôn. Núm nè, dây thép nè, khóa zin dập hiệu nè, rồi nắp sau như thế này nè. Đó, chống nước là 3 ATM, số series đầy đủ nè. On Senesis nè, thép đúc cho em, dáng vuông, bản kim rốn. Bản này em thấy nam đeo á, chứ nữ đeo thì nó hơi bị to. Cái này mấy anh nam đeo á. Đi kiếm người yêu nè, DKNY, hàng xịn sò, hàng hiệu nha. Hàng này là ai cũng biết hết trơn á, hàng này có trong mấy cái quần jean, dây nịt gì có đủ. Rồi lên cho em chiếc này máy Thụy Sĩ DKNY, em để 900 bản đính kim cương. 900 cho em mã chiếc này là mã L14. Rồi lên cho em mã L15. L15 nha mọi người ơi, em xả con búp Barry tiếp tục cho mình. Bữa nay em lên xả hai con búp Barry, một con nhỏ một con to nè. Đó, con này là bản thép đúc kim loại, thép đúc đờ mi vàng, bọc vàng, viền vàng cho em, mặt vàng, kim cọc vàng, một góc lịch 3 giờ. Size chiếc này là size 26. Size 26 trên dưới hai bên tắng đinh cho em như thế này. Dây đờ mi vàng, khóa zin nè. Khóa zin dập hiệu Burberry, nắp sau. Nắp sau như thế này. Đó, hiệu Anh Burberry, một góc lịch 3 giờ cho em. Dây đồ mi vàng Thụy Sĩ, không một tì vết luôn, nước 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 vàng còn mới thực sự, hàng si mà nhìn như hàng mới luôn á, thực sự mọi người.
Rồi lên cho em chiếc búp bê rì Thụy Sĩ chính hãng này. Em cũng kèm hộp và gói như này. Chiếc này giá gốc 1,2 triệu, bữa nay xả xuống 1 triệu cho mình luôn. Búp bê rì chính hãng 1 triệu cho em nha. Chiếc này đi đấu lẻ cũng không có giá 1 triệu đâu mọi người. Mã chiếc này là mã L15 cho em nè. Bữa nay xả mọi người mua diện 30/4 mỗi tháng 5 nha. Rồi lên cho em mã L16. L16 em lên một chiếc của nhà Fubo. Fubo này cũng xả luôn nè. Đó, nói chung là em tính em rất là ấy luôn, không một hai like không không ấy là em xả luôn. Size 42,3. Size 42,3 cơ automatic Fubo bản kim rốn cho em nha. À không, bản 4 kim, nhưng mà kim này là chạy kim rốn, là kim dây chính nè. Còn kim này là 12-24 giờ phân biệt sáng tối. Viền là viền cọc số La Mã, mặt hai lồng, mặt xanh thủy cho em. Ai phong thủy màu xanh lấy ngay cho em chiếc này. Đó. Khóa là về sau bên em để dạy nha. Không thấy dập hiệu nhưng em nghĩ khóa này khóa zin, nó nhìn nó rất là chất lượng. Có thể là bên đó hoặc là dưới đây thợ em đánh mất bà cái sử phu bo rồi, nên là nó không thấy thôi, chứ thực ra nó là khóa zin đó. Rồi dây là dây da cá sấu phần gai cho em nè. Nội cộng dây không 200.000 nè. Dây này dây nâu choco phần gai của cá sấu, gai tròn, gai bi đó. Rồi xung quanh, viền của xung quanh của nó nè, mọi người nhìn kỹ chiếc này, viền không giống như những con khác. Nó ở trong nó sẽ hơi hổm vô, rồi ở ngoài nó sẽ tạo cái hiệu ứng phay phay như vậy, nó sẽ ra cái lấp lánh á. Rồi núm là núm zin cho em luôn, nắp sau dạng vặn nè. Đó, máy này là máy Miyota Japan 21 Jewel lộ mông cho em. Senesis nắp vặn ren chống nước, made in Japan, không sản xuất qua nước thứ ba. Bình thường là Fubo nó sẽ có, nó có sản xuất qua nước thứ ba, nhưng riêng con này là sản xuất thẳng tại Nhật. Bản máy Miyota lộ máy sau, lộ trước, lộ sau. Nhìn dáng y chang Oren luôn, Oren Sun and Moon luôn. Đó, made in Japan cho em nè. Size 42,3,4. Chiếc này giá gốc 1,8 triệu, 1,9 triệu gì đó, em nhớ tầm hai giá đó. Bữa nay em xả 1,4 triệu nha. Toàn bộ những con bữa nay em xả từ 400.000 không. 1,4 triệu cho em. Mã chiếc này là mã L16. Rồi lên cho em mã L17. L17 em lên một chiếc của nhà, đây, nằm dưới này. Chiếc này bữa nay em xả luôn, bữa về 2-3 chiếc em bán còn một chiếc nè. Chiếc này là hiệu Boucheron, mọi người có thể search lên mạng cho em cái thương hiệu Boucheron này. Là bao nhiêu tiền mới, nó mắc lắm mọi người, tiền chục triệu á. Bản này là bản máy Thụy Sĩ chưa xài, đính 4 viên kim cương nha, dáng mỏng cho em nha. Sai ngang 18 nè, dọc là 28,8. Nó là dạng khóa bậm hai bên như thế này. Rồi nắp sau còn tem cho em, chưa có xài, full hộp. Đó, dây đằng sau bắt ốc như thế này, hiệu Boucheron, phiên bản máy Thụy Sĩ, còn nguyên siêu chưa bóc. Dây là dạng dây hạt gạo mà dạng bọc vàng toàn thân á. Núm đính đá xanh nè, đó, dáng vàng là soi gương luôn cho em. Bóng lừ lừ luôn nha. Lên tay cho em phải nói là nó đỉnh, siêu đỉnh luôn, đính 4 viên kim cương. Bên trong sọc xếp ly nè. Đó, Thụy Sĩ cho em chưa bóc siêu xài, full hộp như thế này em xả luôn. Bữa trước giá 1,8 triệu, 1,7 triệu. Em xả 1,4 triệu luôn nha. Đó, cho mọi người rất là nhiều sự lựa chọn. Hôm nay toàn Thụy Sĩ. 1,4 triệu cho em. Mã chiếc này là mã L17 nha. Lên cho em mã L15. L15 nha, em lên một chiếc của nhà Cơ. Chiếc Cơ Thụy Sĩ này cho em.
IWC cơ cổ đây, hàng xịn nha, thương hiệu là dữ dằn luôn. Đây để em cho mọi người coi máy. Đây nào mọi người coi nè, nó tới 1.000, đây là đã sử dụng rồi nha, 1.295 đô. Trời chiếc này mắc khủng khiếp rồi. Nè, chiếc này là đấu giá 84.000 yên chưa tính thuế, nó cũng phải 16 triệu nè. Chiếc này 2.000 mấy đô nè. Giá trị nó phải nói là đỉnh của chóp IWC chứ không phải giỡn. Đào viên tẹt, cái con này có từ năm 1975. Cái thằng eBay nó đã bán bao nhiêu rồi? eBay nó bán nè, 20 mấy triệu, gần 30 triệu. Y chang của em luôn. Còn của em không còn dây zin, khóa zin thôi, của em là dây em thay, khóa zin nè. Khóa thì khóa zin nha, mà dây là em thay. Nó y chang không khác gì luôn. Thụy Sĩ. Cơ IWC cơ lên dây mà nó có từ năm 1975. Đây là máy nè. Đây sự vip nè. Số series máy nè. Đó, hàng cổ nè. Có BDS gì, mã BDS gì đây nè. Con này 2017. Ôi, nó tới 70 chân kính đó. Thôi, từ 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 để em coi lại coi. 17. 70 chân kính cái máy. Trời ơi, cái máy 70 Z-Wheel. 70 chân kính. Trời ơi, trên này nó bán mấy chục triệu một chiếc. Không hề rẻ luôn. Dã man. Lên cho em mã L. Ủa lộn, con này nha. Con này thì mọi người cho giá đi nha, chứ em không có ra giá. Cái con này là cái máy thì là em có review cho mọi người coi rồi, còn mọi người có thể muốn inbox em gửi lại cũng được. Đó, xong mọi người búa đi, ai búa cao thì là em bán cho người đó. Chứ không, mấy cái con này em không có lên giá được. Mới mắc cái hàng xài rồi nó bán mắc khủng khiếp luôn, nên là không không búa được giá. Mọi người tự búa đi, ai búa cao em bán nha. Rồi mã này là sẽ là mã L, L18 nha. Đó. Mọi người chỉ cần báo giá của L18 là được, muốn mua bao nhiêu báo bên em đi rồi em bán được em bán. Rồi lên cho em mã L19. L19 em lên một chiếc của nhà con này. Con lắc vàng bé xí này. Con này là con SBK bỏ bọc vàng cho em của nhà Tích Tắc nè. Dập bên Morven. Nó bọc vàng toàn thân từ cho đằng sau đến đằng trước nha. Và dán dây phải nói là bao nhỏ luôn, cái mặt nó cúp xíu à mọi người. Cái này dành cho cổ tay bé nè, mấy chị nữ thích nè, size 14. Mấy chị mà thích nhỏ xíu, xìu xìu á. Nó. Thấy chưa? Nó bé tí luôn mà nó lấp la lấp lánh, nó nhỏ, nó cưng lắm, nó rất là cưng. Chiếc này em để cho mọi người là 500 siêu cưng. 500 cho em, máy xịn, pin xịn luôn nha. L19 cho em. Lên cho em mã L20. L20 em lên một chiếc của nhà là gì đây? L20 em lên một chiếc của nhà Armani. Armani bản dây da cho em nha. Armani máy Nhật bản dây da kính sapphire. Size 38 cho em, da đà điểu em thay, khóa là khóa zin. Hàng si về bên em sao, bên em để dày chỉ thay dây thôi. Đó. Bản di da nào giờ hiếm, cái bản vàng di da này lắm nè. Đó. Chiếc này em để cho mọi người là chiếc này đây
quay tình trạng rõ đằng sau nó có hơi lênh váng. 500 cho em. 500 siêu rẻ, da đà điểu 150.000 rồi nè. Mã chiếc này là L20. Lên cho em mã L21. L21 em lên một chiếc của nhà Maikinko full hộp. Bản này bản dây xích nha, full hộp của nhà Maikinko, hàng si về đã xài sử dụng rồi còn hộp. Đây, đây là bản dây xích tai ai bự báo bên em nói dây nha mọi người nha. Đó, nói khóa, nói cái khóa dây này nè. Còn không thích tháo bộ dây này thay bộ dây khác tùy mọi người. Size 38,2. Maikinko này em để lâu quá nó hết pin, có gì em thay lại cho. Khóa zin cho em, nắp vặn ren chống nước, thép đúc nè. Đây bản dây nè, dây này dạng dây xích nè, nó mít lại cái miếng này nhìn nhìn giống miếng sần vậy. Giống miếng sần vậy. Đó, thép đúc cho em như thế này. Cái này nam nữ gì đeo chung mà mấy chị nữ phải tay phải thích bự mới đeo được nha. Còn không là mấy anh nam đeo. Bản dây xích độc lạ, ai mua hoặc là mua để sưu tầm hoặc lên tác phẩm gì đó thì là lấy chiếc này nè. Cái hộp 100.000, em bán chiếc này 600 thôi. Maikinko 600 cho em. Mã chiếc này là mã L21. L22 em lên một chiếc. L22 em lên một chiếc của nhà Senko. Đây, đây là Senko mặt xanh lá cho em, cọc kim vàng nè. Size 35 nha, 34.7 là 35. Đó, đây là mặt xanh lá, mặt xanh rêu, xanh ngọc bích cho em nha. Vỏ vàng, dây là dây vintage em thay, khóa là khóa em thay. Nắp sau như thế này của nhà Senko, hàng chính hãng, vỏ vàng ươm. Núm là nó có hơi hơi phai nhẹ tí là do cầm nhiều quá. Còn bên trong là có dạ quang, kim dạ quang, cọc dạ quang nha. Hiếm lắm mới có con vỏ vàng mặt xanh xanh ngọc bích. Chứ bình thường mặt trắng, mặt đen thì nhiều chứ. Cái mặt này hiếm nè. Đó. Đẹp quá. Nam nữ gì đeo cũng đẹp. Vỏ mỏng, hoặc mấy chú đeo cũng đẹp. 600 cho em nha. Dây này 150 rồi. Mã chiếc này là L22 nè. Đây nha, cái con này là hiệu chính xác của nó là DWC. Mọi người không, hoặc là mọi người có thể muốn thì em chụp hình lại nha. Đây cái hiệu nè, khóa hiệu nè. Đó, cái con mà đấu giá đó. Mọi người búa giá đi. Rồi lên cho em mã L23. L23 em lên cho mình chiếc này. Chiếc này là của nhà Senko Excellence nha. Senko Excellence phiên bản mạ vàng trắng kính thủy cho em nè. Kính thủy hai bên trắng trên dưới vàng nè. Dạng đồ mi nha. Size 19 nhưng cho 22, luôn càng là 28 nè. Ở đằng sau phiên bản là phiên bản kỷ niệm cho em. Đó, phiên bản này là phiên bản kỷ niệm nè. Ôi núm cũng đẹp nữa. Hai bên cũng rất là đẹp luôn. Da đà điểu cho em, còn khóa là em thay. Da đà điểu và khóa là em thay. Bản dáng tanh của nữ siêu mỏng, lấp la lấp lánh, hàng xịn sò, rất mỏng, mạ vàng trắng nè. Rồi chiếc này em để cho mọi người là 550. Mã chiếc này là mã L. L20. L20 đây. L23 cho em 550, siêu đẹp của nữ nè. Lên cho em mã L24. L24 nha mọi người, em lên cho mình một chiếc của nhà Casio Wayceptor Tussola, quật tham, có alarm, có đèn đầy đủ nè. Để em nhìn nút đèn nó nằm ở đâu. Này, nút đèn bên này. Đó, có đèn nha. Đó, thấy không? Có đèn đầy đủ năng lượng, không cần phải tốn tiền pin hàng năm, chỉ cần xài sạc năng lượng là ok. Size ngang 42,5. Đó, dòng Wayceptor Tussola cho em. Vừa kim vừa điện tử nha. Nắp sau là như thế này. Đó, nó là World Time Aluminum Wayceptor nè. Vỏ nó sản xuất tại Thái Lan cho em nha.
Đây dán nè, từ dây nè. Đó. Cái này cái đĩa này nó bị ấy nè, người ta ở bên Nhật người ta khâu lại nè. Cái đĩa nó người ta khâu lại nè. Còn không thì em sẽ thay cái đĩa khác nha. Thay cái đĩa cao su khác cho mình. Rồi lên cho em chiếc này. Chiếc này 650 thay đĩa luôn, khác luôn, thay đĩa mới chứ không phải đĩa cũ nha. Thay đĩa cao su mới luôn á, 650 cho em, mã chiếc này là mã L24. Lên cho em mã L25. L25 em lên một chiếc của nhà Đờ Mi vàng này đi. Chiếc này của nhà Senco nha. Đây Senco mạ vàng trắng, bên trong thì là nó bị oxy hóa bởi cái lớp màng trắng rồi. Đấy, cái này em bán thì ai không quan trọng thì mình đeo được. Kính sapphire nè, đó không, Senco bình thường không có kính sapphire, con này kính sapphire nè. Kính sapphire crystal cho em mặc hai lòng kim vàng nha. Kim vàng cọc vàng lên tay nè, dán hình lá lúa cho em như thế này. Size chiếc này là size 23. Size 23 cho em nha mọi người. Bình thường nó phải 600-700 ngàn á. Chiếc này bữa nay em bán cho mình kính sapphire, đằng trước đẹp đằng sau bị vậy, em bán 300 đi. 300 ai không quan trọng, đằng sau đeo vẫn ok ha. 300 cho em chiếc Senco kính sapphire Đờ Mi vàng này. Mã chiếc này là mã L24. Ấy lộn, L25 nha. Rồi L26. L26 em lên một chiếc của nhà L26, 27, 28 em lên cho tiếp tục ba con này, tại vì em về đến 20 con lận. Em bán hôm bữa 18, 11 con rồi, còn mấy con nữa bán hết luôn. Cứ like đến nào hết thôi. 300 ngàn một con. 300 ngàn một con nha, lụa trắng, lụa đen. Lụa đen, hai con lụa đen nè. Có con em có con lụa trắng mặt xanh nữa nhưng mà chưa có kịp lên. Nói chung là mọi người muốn coi thì em sẽ chụp hình. Đó, còn hiện tại là ba con nè. Lụa trắng màu đỏ, màu hồng đỏ nè. Lụa đen màu hồng đỏ và lụa đen màu xanh. Em có lụa trắng màu xanh nữa nha. Nó cũng y hệt vậy á, y chang vậy, khác cái màu xanh mặt thôi. Đó. Nếu mà lụa trắng thì vỏ trắng, lụa đen thì vỏ đen. Size 41,5 cho em. Những cái con này á, nó sẽ coi hình, coi giờ theo khoang màu, chứ không có nhìn theo kim, nó không có kim nha mọi người. 2:03 ví dụ như bây giờ là 2 giờ thì cái kim cái phần đây là thể hiện cho kim giờ, thì nó là màu hồng nha, nằm vị trí 2 giờ. Còn cái này là kim phút nè đó, còn 03 là sẽ xích tới một xíu đó, nó sắp sửa qua 05 rồi. Đóng lại cho em như thế này, cái màu phải nói là bao đẹp luôn đó, độc lạ, không nhìn kim, nhìn khoan màu đoán mà đoán giờ nha. Đó, khóa gài thông minh, dây lụa rất là chắc chắn luôn. 300 ngàn một con nha, 300 ngàn một con cho em. L26, L27, L28, 26, 27, 28 cho em nha mọi người. Hoặc mọi người có thể chụp ảnh màn hình lại, hoặc nói dây màu gì, mặc màu gì là em biết. 26, 27, 28 cho em ba cái mã nè. L26, L27, L28, 300. Rồi L29. L29 cho em nha. Em lên cho mình con này bé xíu luôn. Hiệu Cannes nè. Hiệu này nè, Catherine Hermes nè. Hiệu này là có trong mấy cái đồng hồ nam cũng có nè. Đó là dòng của By Fortuner nha. Rất là nhỏ luôn cho em, này dành cho mấy chị mà thích bé, tẹo teo, xinh xinh. Nó size ngang 15, dọc 20 nè. Da đà điểu em thay. Trời ơi, nó bé, nó xinh xinh, dễ thương gì đâu luôn. Hàng hiệu dòng của By Fortuner, có mạ vàng trắng nè. Nó da đà điểu nâu choco em thay. Rồi chiếc này em để cho mọi người chiếc này hàng hiệu mạ vàng trắng bé bé xinh xinh, 500 cho em nha.
500 cho em chiếc này, bộ dây không 150 rồi nè, trong bộ dây da đà điểu xịn nè. 500 cho em mã L29. Lên cho em mã L30 nha. Mã L30 em lên con điện tử solar năng lượng Tuss Solar dòng Casio nữa nè. Con này là Casio phiên bản làm WS210H. Casio Tuss Solar năng lượng cho em. À, nó có Monfay nữa nè. Nó có Monfay nè, mặt trăng mặt trời gì đây. Rồi chống nước 100m cho em năng lượng nha. Cái mặt của nó màu xanh nha mọi người. Size chiếc này là size 41. Size 41 năng lượng cho em. Chiếc này em để 600. 600 luôn đi, năng lượng không tốn tiền pin, có Monfay. Mã chiếc này là mã L30 nha. Lên cho em mã L31. L31 em lên chiếc này. Chiếc này là Mike Go kèm hộp full như thế này, em gửi cho mình tặng cho mình á. Chiếc này em bán cho mọi người nè, giá xả luôn nè. Mike Go bản 6 kim cho em một góc lịch lọc. Chiếc này bình thường mới 1.000.000 lần nào, mới em bán là 1.000.000, trên hãng bán là 6-7 triệu. Lấm zin cho em, nắp sau dạng vặn ren chống nước như thế này. Đó, này hàng có lướt qua sử dụng rồi ha. Chiếc này mọi người đọc số đo vòng tay, bên em làm thêm mắt nha. Dây hiện tại nó 17 nè. Size 44 cho em. Size 44 cho em 6 kim một góc lịch lọc. Full hộp như này em xả cho mọi người luôn. Mike Co hàng xịn, chính hãng đàng hoàng, dập hiệu làm mắt luôn. 800. 800k cho em nha. Mã chiếc này là mã L31. Không bị chày gì hết nha mọi người. Lên cho em mã L32. L32 em lên một chiếc của nhà. Đây là Swatch Thụy Sĩ mặt xanh thủy cho em. Swatch Thụy Sĩ mặt xanh thủy vỏ nhựa thể thao, size ngang 24. Quá Thụy Sĩ cho em nha. Đây bản lạ nè, bản đúc nguyên khối cho em, vỏ nhựa như thế này. Bản ra một bản dây vuông như thế này nè, mặt xanh thủy. Đó. Khóa zin cho em, dập hiệu, khóa dập Swatch zin. Xanh coban, bên đây là xanh đậm sáng, xong rồi đây là tối nè. Swatch này, chiếc này đẹp quá mọi người. Chiếc này lạ nha, chiếc này lâu lâu có một chiếc. 400 cho em Thụy Sĩ L32 nè, 400 cho em. Lên cho em mã L33. L33 em lên chiếc lụa vàng hồng. Lụa vàng hồng cho em nha. Của hãng F&M nè. À, H&M nha, Japan nè. Đằng sau còn tem bản lụa vàng hồng, dáng này của DW nè, dáng huyền thoại. Size chiếc này là 33,4. Khóa gài thông minh vàng hồng, tay nào cũng vừa. Lên tay cho em như thế này. Đó. Tay nào cũng vừa cho em luôn. Màu vàng hồng DWSH&M. Rồi chiếc này 400 cho em luôn. Mã L30. Ủa đâu rồi? Mới quăng cái đục cái xuống đâu tiêu rồi. L33 cho em nha, 400 siêu sang. L34 em lên một chiếc của nhà này. Chiếc này em đã thay dây cho mình rồi ha. Dây cà phê sữa em thay và khóa là em thay. Dây mai hai lần chỉ hai bên. Một bên này hai lần chỉ bên này, bên này hai lần chỉ bên này. Rất là cách điệu cho em luôn. Vỏ vàng, bản này là bản kỷ niệm. Đây ở đằng sau như thế này nè. Đó, Japan Marvin nè, bọc vàng, bản kỷ niệm 1880 University nè. Mặt ở trong như kiểu nó dát vàng vậy. Đấy. Size chiếc này là size 32,4. Size 32,4 cho em nha, dây cà phê sữa và khóa là em thay. Lên tay cho em như thế này.
bản kỷ niệm máy Nhật, chài xài máy CTG Van vàng ấy. Con này em bán cho mình 350, bộ dây 100.000 rồi nè. Đó, độ mới cao nha. 350 cho em, mã chiếc này là mã L 34. Lên cho em mã L 35. L 35 em lên cho mình một chiếc của nhà Anba. Anba vỏ đồng cổ, dáng mặt vàng, cọc số hộp trò cho em nè. Size ngang chiếc này 21.1 nhưng cho 24 không đo càng, vỏ đồng cổ dáng vuông. Em thay cho mình bộ di da đà điểu màu cam gạch nè. Mọi người không thích màu này báo bên em đổi màu nha. Dây và khóa là em thay. Đó. Màu đồng cổ của nhà Anba, chiếc này 300 cho em, bộ dây 0.5 rồi mọi người ơi. Mã chiếc này là mã L35 nè. Rồi L36. L36 em lên một chiếc. À con này là cái chiếc này, cái này là cái kính. Kính này của Nam đeo nè. Kính này là bề ngang là từ. Cái kính này là hiệu Pháp, kính si Nhật. Kính trong kiện si về nhưng mà nó là hãng của Louis Ferramo Ferrao Paris hiệu Pháp nha, kính xịn đó. Kính này là một là nữ đeo mà nữ phải mặt to mới đeo được hoặc là nam đeo. Cái này là cái kính này là có cái mắt nè, còn mình không thích về mình thay lại cái mắt cũng được. Em bán như tình trạng như thế này 200.000 cho em. Mã chiếc này là L36. À cái độ ngang, bề ngang, cái đã em đo bề ngang cái nha. Bề ngang của cái kính này bao nhiêu đây? Bề ngang là 14 nha. Bề ngang của cái kính này là 14. Cái này là nam nữ gì đeo được hết á. Nhưng mà mình không thích cái kính, cái mình thích cái gọng thôi, mình lấy về mình làm cái kính. Mình bỏ cái kính khác vô. Bỏ kính khác vô. L36 cho em 200. Lên cho em L37. L37 nha, đồng hồ Max Palace, đồng hồ thông minh nè, có thể thao đi bộ nè, chạy bộ đi bộ, nhịp tim gì rồi, Missiger gì đây nè. Mà đồng hồ thông minh là bên em không có biết sử dụng nên em không có bảo hành cái ấy, không phải bảo hành mà là em chỉ bao bảo hành cho mình đồng hồ hoạt động thôi. Còn còn về cái tính năng đó mọi người tự trải nghiệm nha, em không có biết đường chỉ đâu, tại em không có thời gian mò mấy này đâu. Đây có sách hướng dẫn đàng hoàng nè, có sách hướng dẫn về dịch ra rồi tự mò giùm em nha, mấy cái tính năng nè. Đó, nguyên tắc nè, đồng hồ Smart Ballet nè. Em sạc pin từ ngày hôm qua, sạc đầy cho mình rồi. Cái này dễ sạc lắm. Cái này mọi người tách cái dây này ra nè. Đó, mọi người tách cái dây này, tách cái mặt này ra. Xong mọi người cắm vào cái cục sạc điện thoại của mình đó. Cắm vào cho cái mạch đồng này với cái mạch đồng ở trong cái cục điện thoại nó dính với nhau là xong. Sạc thì rất là nhanh. Em sạc, mọi người cắm vào là nó sẽ hiện cái sạc lên mới đúng nè. Đó. Rồi, còn cái này là bấm nè. Lâu lắm rồi mới có đồng hồ thông minh về chứ ít lắm mọi người. Bình thường không, em không có nhập. Nó dính lô em mới có. Đó. Rồi, full như thế này cho em, chưa có xài nha. Hàng chưa có xài, em bán cho chiếc này 400. 400 cho em bao nó hoạt động. Mọi người chỉ về việc là trải nghiệm tính năng thôi, chứ em không có chỉ cho mình từng tính năng một được là vậy. L37 cho em 400, chiếc này full hộp. Rồi tới chiếc L38 nè. L38 là cái này thì là, cái này thì nó có về hộp. Cái này màu trắng, nó có về sạc chứ lộn, mà em không tìm được cái chỗ nó sạc ở đâu ta. Em không mò được nha. Nó có gửi kèm sạc nè. Kèm thêm một cái tờ giấy nè, không biết có chỉ gì trong này không ta.
chưa dịch nữa. Đó. Mà cái này mình em bấm vậy nè thì em thấy nó lên đèn xanh. Đó, rồi không biết cái tính năng nó là cái gì luôn. Không biết tính năng nó là cái gì, cái này đồng hồ gì luôn á. Cái này em bán tự sử nha. Nó vẫn hoạt động lên đèn đó, nhưng mà cái sạc em không biết nó xài gì, rồi cái này xài sao rồi. Ôi mệt quá, bán tự sử cho mình 200.000. Mua về chơi chơi, chơi lấy dây cũng được nữa. 200.000 chơi chơi cho em nè. L38. Rồi L39 nè. Cái này nó gửi chung với cái kiện về, ai mua không? Ai muốn mua không? Đây là cái sổ nói về tất cả các mặt hàng, mặt hàng gì rồi, cách này nọ trong đây nè, hướng dẫn gì tùm lum, 8930 gì, tất cả các giải thích của bên hãng á. Nè, ai muốn hiểu biết về đồng hồ của mấy anh thợ đồ đó. Đó, đây là ngoài đây là hướng dẫn nha. Xong rồi ở trên này nè, trên này là sẽ hướng dẫn từng cái nút. Cái này là sách hướng dẫn, cái này em giữ lại em xài cũng được, nhưng mà em cứ lên ai mua 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 thôi. Đó. Em chỉ lấy đủ cái tiền mà cái cân nặng của nó thôi. Đây. Nó sẽ từng cái, những cái dòng mà nó bên Citizen họ sản xuất ra nè. Đó, nó sẽ cho mình coi những cái dòng hồi đó giờ sản xuất. Đó. Những cái mẫu mã nè. Từ đó giờ luôn, nhập nguyên kiện cái nó về với mọi người, mà hình đẹp lắm nha, hình sắc nét. Hình sắc nét nè. Đó, những cái con đồng hồ mẫu mã của nhà Citizen nè. Đó, nhiều lắm. Không thể nào đếm hết được. Rất là nhiều luôn, em chỉ dơ sơ sơ thôi. Đó. Thấy không? Nó nặng ký lô. Cái này em lấy đủ tiền ký thôi, 200. Em lấy thiếu quá nha, 200 mấy mới đủ 1 ký, nhưng mà em lấy 200 thôi. 200 cho em cái con cái sổ này đi, L39, ai lấy không lấy thì em để lại em coi cũng được. Đó. Hiếm lắm mấy con cái cuốn vậy. Rồi tới L40 cho em. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.